Như các bạn đã thấy, ở đây ta có cánh đồng bát ngát, đất ở đây rất là màu mỡ đó. Hôm nay anh em thấy đất nhiều không? Nhưng mà đâu phải mình review đất đâu anh em. Đó, đây là ở dưới Tiền Giang. Hôm nay mình đi mua xe nha anh em. Đó, mình dê vô nhà khách, em quay cảnh xung quanh đó, rất là đẹp. Đó, anh em nào muốn mua phân lô bán nền bên kia không? Bên kia có rất là nhiều nền. Zoom lên đó, nền cho nó rất nhiều ha. Rồi ok, mình tập trung bán xe. Chạy tới đây luôn, ở đây là Tiền Giang. Thì mua con Z8 cũng xe cũng rất là rẻ nha nè. Đây, đây là xe Z8. Đối với dòng xe Z8 này anh em mới tập chơi rất là ok nha. Anh em mà chạy được Z8 thì con nào anh em cũng chạy được nha. Thì Z8 bây giờ giá nó rất là rẻ luôn, rất là dễ chơi. Nó rẻ hơn nhiều so với CB650 mà phân khối nó cao nha anh em. Quay vô đây, đây là nhà chủ xe, mình mua ngay anh chủ luôn. Anh chủ nhìn vậy thôi nha anh em, chứ đất cò bay thẳng cánh luôn á. Đất này ra thả diều chết luôn á anh em. Đây đây quay nè đó. Ngay nhà chủ luôn, 21.158. Mấy xe này mà anh em đòi xe lướt là không có đâu nha anh em. Rồi cho anh em nghe tiếng bô nè, qua đây, qua đây. Cái bô zin con này rất là nặng nha anh em. Cái này tập tạ được luôn á. Hãy quay dòng xe cho anh em coi. Thì đối với mẫu này là mẫu Z800 đời đầu nha. Con này đăng ký lần đầu 2015 nha anh em. Xe rất là rẻ luôn anh em. Bây giờ anh dây xe cho em chạy thử không? Anh dây vô đây xíu cho em chạy thử nha. Chạy cẩn thận nha. Ở đây cái đuôi. Bỏ bụi không luôn. Đây cái đuôi đóng bằng nhện rồi nè. Rồi. Rồi ok. Bây giờ mình cho thằng để mình nó test xe cái nha anh em. Ở đây có đường trống không anh? Đây chạy đang đầu. Chạy ra đây cái thôi rồi vòng lại thôi. Giờ để mình để tàu khửa ở quên hàng xịn. Để từ từ nha, nặng lắm á. Rồi thì hai vợ chồng chạy trước dẫn đường mình để đi ký giấy nha anh em. Bây giờ mình tranh thủ tại mình không quay được nhiều nữa, biết anh biết sao tại không có kịp giờ để ký giấy á, mình ở xa tới á, để mình ký ủy quyền rồi về mình ký lại cho anh em á. Đó, xe này mình mua là 120 mấy triệu rồi nha anh em. Đó, anh bán giá cũng ok á, giờ anh bán lại anh em về mình vệ sinh nữa, về mình vệ sinh ga kim phun đồ này nọ, vệ sinh sạch sẽ rồi mới bán cho anh em. Rồi ok anh em ha, con này mình đăng là 132 triệu nha anh em. Rồi xe ngon nha, mình về mình vệ sinh đồ này nọ nữa rồi mới bán cho anh em được nha. Ok anh em. Rồi đói bụng quá anh em, vô kiếm gì ăn cái rồi anh em mình về ha anh em ha. Đây mình vô đây ăn nè, đói bụng quá. Rồi sáng giờ chưa ăn gì luôn anh em, sáng giờ tới 12 giờ chưa ăn gì luôn, để phải đi lấy xe nè. Ủa em làm gì em, chết đói hả? Trời đói quá anh ơi, còn cái ăn nào ăn đỡ, đói quá giờ nọ. 6 giờ rồi, mặt nào lấy gì được.
Tôi sẽ mở có 2 cục với chị. Ok. Anh mình không anh tao mở không? Lên rồi anh em ơi, mời anh em nha. Mời anh em nha. Rồi ăn xong rồi về đây. Từ lúc sáng 6 giờ đi lấy xe ký giấy, bây giờ là khoảng 1 giờ trưa. Mình đang tấp ở một cái khu vực ở Long An anh em, ghé ngang Long An. Thì sẵn thấy đẹp quá, ngồi đây quay clip cho anh em, nói về cái em Z8. Thì Z8 bên mình rất là ít thu. Tại vì xe bây giờ thì xe nó cũng dập nhiều anh em. Thì mình xây thu những xe được ok, xe ok. Tại vì anh em nghĩ đây, con này đăng ký lần đầu 2015. Chủ xe chia sẻ là đăng ký lần đầu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 8 năm. 8 năm thì cũng lâu rồi. Hồi đó xe nó tới là khoảng 300 mấy, anh em nhớ không? Nhớ cái thời gian đó không? Khoảng 2014, 2015 nó khoảng là 301, 302. Mà hiện tại bây giờ giá xe bây giờ chỉ còn có 132 triệu thôi. Là giá mình bán ra luôn rồi. Là đã bao gồm là công mình thu 120 mấy rồi đó. Đã bao gồm là công mình vệ sinh kim phun. Lát nữa mình về mình vệ sinh kim phun rồi mình rửa ráy rồi lại lần nữa. Thì xe anh em thấy thì rất là đẹp. Nước sơn ngoài cũng còn rất là đẹp. Đó thì xe mấy xe này mình phải về mình vệ sinh chắn cổ, vệ sinh kim phun thì anh em mới đi hoàn chỉnh. Là khi dắt con xe ra là anh em chỉ có việc chạy thôi. Thì đối với những con này anh em trải nghiệm và động cơ 4 máy thì nó rất là đã nha anh em nha. Mạnh 800 phân khối mà 4 máy thì bây giờ anh em chơi rất là hợp lý. Mình có thể nói là bây giờ chơi với 8 mà cũng rất là hợp lý, tại vì quá giá khá rẻ. Anh em cầm 130 anh em ra mua được cái gì? Anh em cầm 130 ra mua chưa được chiếc Ninja 400 mới. 130 thì được Ninja 650 cũ, đời cũ. Còn bây giờ anh em cầm 130 là được con Z8. Đó thì con này anh em trải nghiệm dắt thì nó đã lỗ rồi, đâu còn lỗ nữa nhiều nữa đâu anh em. Từ 300 mấy bây giờ chưa được nửa giá xe. 8 năm mà xe chưa được nửa giá chiếc xe. Đó, anh em thấy nó rớt giá kinh khủng không? Thì đối với những xe rẻ như vậy thì mình mới thu về cho anh em chạy chơi, chạy trải nghiệm. Thứ nhất là mình trải nghiệm cái dòng phân khối lớn, nó đỡ tốn tiền, nó đỡ tốn tiền cho anh em, cho nên xe ok mình mới thu về cho anh em. Đó, mình mua xe là mình mua ngay chủ mà anh em, nó ngay chủ xe. Thì xe này thì sao mà một đời chủ được. Xe này là ông anh của ông chủ xe này để lại cho ông, mà anh thấy gì ông lấy gì ông đi đó. Đó, và những chiếc xe này mà anh em đội xe lướt thì không có xe lướt đâu, gọi là xe được thôi, những xe được thôi. Xe nó rẻ hơn nửa giá mà bây giờ rẻ rất là rẻ luôn, anh em chơi rất là thoải mái. Và đối với cái dòng Z800 này thì nó nặng hơn cái thằng Z9, nó cao hơn Z9 nhưng mà nó vẫn nhẹ hơn Z1000 nha. Theo mình chắc mình cảm thấy là nó nhẹ hơn thằng Z1000 nhìn địa chứ cũng nặng lắm đó. Còn Z8 thì ăn uống của nó là khoảng tầm 17 cây một lít đó, tùy xe nữa anh em. Chơi con này cũng được, lâu lâu cà phê nạc bô bốn mấy rồi nó sướng đó. Con này thì mình thấy có chống đổ ốp lóc rồi thôi. Em có thể quay ở phía bên đây nè, bô zin đồ còn nãy mình quay cho anh em á. Đó, nước sơn ngoài nhìn cũng còn tươi anh em, hay tươi, rất là tươi chứ không phải là dập đâu nha anh em. Cho nên mình mới thu á, ok mình mới thu lại cho anh em đi á. Nó rất là tươi, còn rất là tươi. Dĩ viết nè, dĩ viết còn nó mượt luôn anh em, không có dấu sọc luôn. Anh thấy không, dĩ viết là còn nguyên kiện luôn. Có nghĩa là nó không có sọc hay không có lõm luôn. Đúng ra những con này là phải lõm nhưng mà con này vẫn còn. Đó, vỏ Michelin. Giỏ Michelin này, giỏ Michelin thường thôi. Vậy chạy là ok rồi anh em. Mình thu những con này về cho anh em chạy, cho nó đỡ tốn tiền, đỡ tốn kém, giá thành hợp lý nữa. Con này chủ là thay nhớt rồi. Biển số này là mấy nút? Mình chưa đếm nữa nè. Cái này 11 đúng không? 9, 13, 22. 22 là đánh số đề là con cu nhỏ đúng không? Đó, xe rất ok. Con xe này chỉ là không có còn cặp tay zin thôi, thì trải qua quá trình sử dụng nhưng mà dàn áo rồi còn rất là đẹp. Cái này là bọc keo nha anh em, xe đã đang bọc keo nè. Đó, mình chưa rửa ráy, mình quay cho anh em thực tế bọc keo nè, bọc keo còn rất là cộp luôn. Đó, bọc keo. Cái inz này zin nè. Đó, còn rất là được. Nói chung là xe được, đẹp thì sao mà đẹp được, 8 năm mà đẹp được. Xe này được, ngon, chạy ok anh em. Mình về mình vệ sinh chắn cổ nữa, vệ sinh kiếm chắn cổ và vệ sinh kim phun rồi bảo trì cho anh em nhẹ lại, rồi anh em về anh em chạy vivu luôn là bá cháy luôn anh em. Đó, bô zin đuôi zin còn, anh em dễ chơi. Đó, sẵn ở đây quay clip chia sẻ kinh nghiệm anh em luôn. Thì
Đối với dòng Z8 này anh em mới chơi cũng khá là ổn. Ổn. Ổn quá nha. Ổn với tầm tiền này thôi. Còn mà những con mà 180, 190 thì nó cũng hơi, 200 thì hơi cao. Với tầm tiền này 130 thì anh em còn được xe gì đó. 800 phân khối được cái gì? Chỉ được con Benelli 600 xe tàu thôi. Còn này có xe Nhật đồ chơi mà tiền áo rồi, ngon. Rồi phải cho nhiều con Z8 thì mình thấy con này ok. Rẻ, lấy về cho anh em chơi. Đó, anh em nào thích thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình. Đây, số điện thoại mình nè. Đó, quay đây. Thích thì cứ liên hệ số điện thoại mình thôi, lấy thôi. Đó, anh em mình sáng giờ là chưa ăn, chưa ngủ luôn. À, hồi nãy ăn rồi, mới ăn xong. Ý là không ăn sáng để mình đi mua xe cho anh em á. Số điện thoại mình, cứ thích thì liên hệ. Đó. Con này rất là đã ha. Okay. Rồi, vậy thôi ha anh em ha. Đó là những cái chia sẻ mình về em Z8, mà em Z8 này cũng rất là bền. Nó không có dễ hư đâu. Cũng rất là bền em. Xài mà cũ bền tại người, anh em mà xài cứ bảo trì, ghé mình bảo trì bảo dưỡng nhiều là nó bền à. Z8 này bên mình cũng làm giùm cho mấy anh em mấy chiếc rồi. Mấy anh em mua ở những cửa hàng khác á. Rồi mấy anh em ghé bảo dưỡng thì xe mình mua ở đâu cũng vậy, mình phải bảo dưỡng thường xuyên. Và mấy con xe Z8 này mình hiểu nó cho nên nó cũng dễ. Mấy Z8 này cực kỳ dễ chơi. Đó, anh em đừng có chạy đâm đụng ngã là được à. Còn anh em chạy bình thường thì nó rất là dễ chơi. Nó chỉ cần vệ sinh họng gió rồi phim lọc gió rồi chán cổ rồi nhôm sinh dĩa vỏ thôi, nó đơn giản như mấy con ẹt thì thôi. Chẳng qua nó là bốn máy thì nó ăn nhớt, ăn linh kiện rồi nhiều hơn chút xíu. Chứ nó cũng đơn giản tại vì nó chả có công nghệ gì nè. Nó chỉ có tiếng bốn máy thôi. Mà nếu như anh em thích động cơ bốn máy thì anh em chọn con này rất là hợp lý. Cái vỏ này do hồi nãy anh em thấy không, trong cái nhà đó là đường đất á. Mình về mình rửa ra là anh em nó còn đẹp nữa, nó còn cực đẹp nữa. Nó cái bô mà đóng miệng nhện rồi anh em, bao nhiêu năm mà bỏ nè. Cái này là cái bỏ trong kho nè, chứ không phải là sử dụng mà nó này bỏ trong kho, bỏ không xài nè. Origin nè. Bỏ không xài, đóng miệng nhện luôn. Okay. Xe này hiện tại là cũng không xài nè, nhông sinh dĩa còn y nguyên nè anh em nè. Nhông sinh dĩa còn ok luôn á anh em, về rửa ra là đẹp nữa. Nhông sinh dĩa phục phiết rồi đó, dàn ngoài là ok hết luôn em. Chuẩn hết anh em. Đó. Cái đuôi này là thay rồi nha anh em. Đuôi này ta thay đuôi tích hợp nè. Rồi ok anh em. Rồi vậy nha. Anh em thấy những chuyến đi thu xe của mình thực tế thì anh em nhớ bấm like và subscribe cho kênh của mình Biker để mình có động lực mình làm lên nhiều clip nữa. Tại vì mình muốn đem tới cho anh em biết là bên mình là bán xe là hả lý lịch rõ ràng anh em, làm cho anh em biết là cái xe có lý lịch rõ ràng, nó không phải là không có lý lịch, cho nên mình quay những cái clip này để lưu lại anh em. Có những xe mình đi không kịp quay đó, còn có những xe thì như những con này xe đặc biệt, xe cũng hợp lý giá tốt thì mình quay cho anh em để anh em có nhiều sự lựa chọn. Có những xe mình chưa kịp quay là đã bán rồi, giống như hồi nãy mình đi là ở nhà có người chốt con MT không đó, hồi nãy mình đi là ở nhà có người chốt MT chưa kịp quay gì hết. Rồi ok anh em ha, chúc anh em thiệt là nhiều sức khỏe và thiệt nhiều may mắn ha, làm ăn tới đâu là đạt tới đó, để dư giả có tiền qua ghé mình mua xe mô tô. Rồi thì bên mình thì mua bán từ dòng 150 tới 1000cc luôn, giao lưu trao đổi mọi loại xe kể cả xe tay ga rồi đó. Mình cố gắng giao lưu bù trừ cho anh em luôn, hoặc là anh em có xe phân khối nhỏ rồi bù trừ lên lấy xe lớn là bên mình nhận hết nha anh em. Anh em mới lưu ý điều đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem em nó về khoảng 2-3 ngày là xong đó, mình tháo ra vệ sinh rồi hết là 2-3 ngày là xong. Xe này là do đậu lâu thôi, xe này theo mình kiểm tra là do nó đậu lâu thì những thứ cần làm như anh em đậu lâu, những thứ còn làm gì, vệ sinh heo nè, vệ sinh heo, vệ sinh rồi dầu phuộc nè. Đó, nói chung mình nói tóm tóm thôi nha, anh em có sai ấy tại bây giờ mình mệt lắm mà mình rất là buồn ngủ luôn, nhưng mà thấy cảnh đẹp quay clip cho anh em thôi. Vệ sinh chắn cổ nè, vệ sinh kim phun buồng đốt nè, rồi kiểm tra đây đường điện nè, rồi nhớt nhau, nhớt là chủ nói là hồi nãy có thay rồi. Rồi đó, thì nói chung là tổng vệ sinh xe thôi, cho xe nó mượt lên chút xíu nữa. Đó là cho anh em về chạy ở Vivo, về là chỉ leo lên xe dặn chạy thôi. Đó. Chiếc xe này cũng 8 năm. Ok anh em. Rồi ha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Thôi mình giờ mình ốp mình đi về. Đi về nha anh em.